bé mèo Sam nằm ngủ với một cái dáng ngủ cực kỳ là hài hước luôn. Nhưng mà các bạn để kỹ nhé, cái bụng của nó đang phập phồng này, nó đang ngủ đấy, thực sự là nó đang nằm ngủ và mình không muốn đánh thức nó dậy. Còn đây là những bé mèo con của mèo Mimi. Trong video này mình lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một video ngắn, trong đó mình quay lại cái cảnh khi mà những bé mèo con của Mimi còn nhỏ và các bạn đang nằm ở trong chậu. Mình có trải một cái tấm thảm, tấm giấy màu trắng này để thấm hút khi mà các bạn đang đi vệ sinh. Có hai bé đang ngủ, đó là bé Lime Blue và bé Tiger đang ngủ. Còn đó cái bé Blue và Mira này thì các bạn đang thức và đang tập bò. Do you want to crawl and do you want to sleep? Các bạn đang muốn bò hay là đang muốn làm gì đây? Đấy, và lúc này thì các bạn ấy mắt vẫn chưa mở, nhìn bàn chân của các bạn ấy còn khá là non nớt. Sự thì các bạn ấy rất là đáng yêu. Và các bạn xem video thấy hay hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel mình nha. Các bạn xem video thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh của channel mình nhé. Cứ từng mail VN để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo, nhất là về video về bọn mèo pin. Mình đã có cái cây chải móng vào bây giờ, cây chải lông, bây giờ mình sẽ chải lông cho bọn mèo pin này. Đây, bạn ấy cảm thấy rất là ngứa ngáy khi mà có cái nhiều cái lớp lông rụng ở trên người, nên chúng ta sẽ chải lông cho bạn ấy. Đây, anh em nhìn thấy mình chải một đống lông rụng luôn này. Em ơi, phải xem này, nó ngứa quá mà. Mèo mà nó chảy lông thường xuyên là cái phần lông của nó sẽ rụng nhiều và nó sẽ rất là ngứa ngáy.